Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 21 trên 22 loại hình thiên tai với 636 trận thiên tai. Thiên tai đã khiến hơn 110 người thiệt mạng và mất tích. Đây là con số cao nhất trong 5 năm gần đây. Dự báo từ tháng 8 này, hiện tượng La Nina sẽ tác động đến nước ta. Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện nhiều hơn, đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất, tính mạng và tài sản của người dân. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 8, Bắc Bộ khả năng tiếp tục có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày 10 tháng 8 có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do vậy, để tiếp tục phòng chống, đồng thời khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục chủ động chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, rà soát, xác định các khu vực sườn dốc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, khu vực bị ngập sâu để chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm.